kẻ thù chẳng một giây nao núng. Như cánh lúa hiền cho đời bao sức sống, xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thép khô bên mình ta sốc tới, vẫn không có quên tình yêu mô lúa săn quay. Vui biết mấy môi khi dài nắng xuân mới, thức qua suốt đêm dài nhìn thấy mấy cùng vui. Phụ nữ Việt Nam vốn hay làm hay làm, có đảng chỉ đường đã bừng đôi mắt sáng. Chim cất cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắng xưa cánh đồng năm tân lúa, con nghe sức than về bên tiếng búa sơn sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo gấm hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Niềm vui chung của phụ nữ cả nước, ngày 7 tháng 3 năm 2021, khu đoàn kết thị trấn Đồng Mỏ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, có ý nghĩa như tổ chức meeting kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam, ra mắt chủ nhiệm câu lạc bộ mô hình chung tay bảo vệ môi trường và các hoạt động chăm sóc vườn hoa cây cảnh, khuôn viên cây xanh tại khu đoàn kết. Dự buổi lễ có đồng chí Vi Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đồng Mỏ, các đồng chí bí thư, trưởng khu, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng người cao tuổi và chi hội trưởng hội phụ nữ của khu đoàn kết. Tại buổi lễ meeting, các chị em phụ nữ đã được ôn lại lịch sử hào hùng 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 181 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
nói chuyện về công tác bình đẳng giới, phụ nữ và gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời đã thông qua các quyết định về việc ra mắt chủ nhiệm câu lạc bộ mô hình chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải của khu đoàn kết và các hoạt động chăm sóc vườn hoa cây cảnh, khuôn viên cây xanh trên địa bàn khu. Hưởng ứng chương trình tuyên truyền về di sản văn hóa áo dài Việt Nam thông qua thực hiện tuần lễ áo dài, chi hội phụ nữ khu đã tổ chức cho chị em phụ nữ đồng loạt mặc áo dài tham gia nhảy dân vũ. Qua đó đã thu hút được đông đảo phụ nữ, nhất là phụ nữ trẻ tuổi, tạo thành một ngày hội mùng 8 tháng 3 vui tươi, bổ ích và thiết thực cho toàn thể chị em. Phát biểu tại buổi lễ, bà Vi Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đồng Mỏ đã nhiệt liệt chúc mừng, tặng bó hoa tươi thắm và động viên các chị em phụ nữ khu đoàn kết thị trấn Đồng Mỏ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của huyện nhà. Mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng, như cánh lúa hiền cho đời bao sức sống, xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thép hoặc bên mình ta sốc tới, vẫn không có quên tình yêu mô lúa săn quay. Vui biết mây môi khi dành nắng xuân mới, khi qua suốt đêm dài nhìn thấy mấy cùng chim cất cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang.